Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em, kênh Alpha Stock. Thì kênh của em hỗ trợ tất cả các anh chị mình về quá trình đầu tư chứng khoán chị ha. Thì hôm nay là một phiên giảm điểm nhẹ của VN Index, tạo lập hổ quýnh cái mốc điểm, nó quay về cái mức là 1350, cũng khá là trùng hợp anh chị ha. Đó, thì ngày mai sẽ là một ngày khá quan trọng, một ngày bước vào, nếu mà xong ngày mai thì sẽ bước vào cái quá trình nghỉ lễ. Đó, thứ bảy chủ nhật là 30 tháng 4 năm thì chúng ta sẽ bắt đầu nghỉ lễ anh chị. Đó, thứ hai cũng sẽ nghỉ lễ bù, thì chắc có lẽ là thứ hai sẽ đóng cửa thôi. Thì ngày mai sẽ là một ngày rất là quan trọng do những yếu tố là bên Fed, cục dự trữ liên bang tiền tệ, họ sẽ xem xét cái việc mà nâng lãi suất gửi ngân hàng lên. Thì đó là cái yếu tố cũng tác động tới thị trường chứng khoán anh chị ha. Thì ngày mai có lẽ là sẽ là một phiên giảm điểm anh chị, một phiên giảm điểm mà không biết giảm về đâu đó. Hy vọng là sẽ giảm về quanh đây thôi anh chị, cái test quanh vùng 330 thôi anh chị, hy vọng sẽ giảm về đây. Nếu tốt hơn nữa mình thấy cân bằng quanh đây thì quá tốt luôn đó. Tại vì ngày mai tại sao lại là một phiên giảm điểm, thì ngày mai anh chị có thể nhìn thấy cái phiên 26/4 này có một khối lượng hàng nhà đầu tư vào bắt đáy, và hai ngày sau họ thận trọng không giao dịch gì ở đoạn này, tại vì họ đợi xem thứ sáu như thế nào anh chị. Thì thứ sáu sẽ là phiên thanh khoản sẽ hơi cao hơn hai phiên này họ thận trọng, họ không làm gì hết, thì phiên thứ sáu chắc chắn thanh khoản nó sẽ được cải thiện hơn. Thì do yếu tố họ sẽ bán ra hàng đó, bán cái hàng anh chị, họ bán cái hàng đó, thì chúng ta sẽ chủ động nắm bắt thông tin để thận trọng trong việc mua bán. Thì những cỏ nào tốt, những cỏ nào trung hạn, dài hạn thì chúng ta sẽ giữ lại tiếp đánh cho quý 2, quý 3, quý 4, đó, có thể là như thế. Còn những cỏ nào mà chúng ta bắt đáy thành công thì em rất là happy cho anh chị. Chị mình cũng có thể xả cho ngày mai luôn. Mai nè, xả cho ngày mai luôn anh chị ha. Đó, mình không biết lễ như thế nào, có thể là kẹt tê đó anh chị. Kẹt tê đó, thì thôi xả giờ ngày mai luôn. Thì hôm nay nhìn về một số cổ phiếu ở ngân hàng, mình có thể thấy nó có phân hóa rõ rệt, mã xanh, mã vàng, mã đỏ. Thì nhìn về cái mặt bằng chung giảm điểm thì cũng không có giảm quá, lên quanh 1%, dữ lắm thì cũng gần 2%. Giờ đó là về cái yếu tố giảm, còn về cái yếu tố tăng thì rất như thế đó, nó lên quanh 1% đó. OCB thì có khi gần 2%. Thì tại sao nó lại phân hóa như vậy? Thì chúng ta có thể thấy hiện tại ECB đang siết cái nền, đang tạo cái nền siết nè, khá tốt, khá đẹp nè anh chị. Đó, khi mà mặt bằng chung chỉnh anh chị xem, ví dụ em là người mua ECB, em sẽ mua quanh đây anh chị ha, em sẽ mua quanh đây, có thể là quanh đây, quá trình mà test đáy ổn nè, đi lên nè, đó, điểm bùng nổ nè, thì em sẽ mua quanh đây. Thì khi mà nó chỉnh dữ lắm thì 7%, những phiên này tăng lên hồi phục lại siết nền là yếu tố tốt anh chị ha. Nè, sự suy yếu, cực kỳ suy yếu về cung nè anh chị, nó lượng cung không còn nữa đó. Những cái phiên mà anh chị mình thận trọng thì anh chị có thể thấy không còn lượng cung nữa anh chị, rất ít nhà đầu tư mình bán ra trong những phiên như thế này anh chị ha. Đó, thì mình đợi cái gì, thì mình có thể nhìn về quá khứ một chút anh chị ha. Đây, mình đợi như thế này nè, yếu tố giảm điểm, và sau đó thì siết cung tốt anh chị ha. Đó, siết cung bao lâu thì không biết, siết dài siết ngắn thì không biết, nhưng mà khi mà cổ phiếu bắt đầu nó có một phiên bùng nổ đi lên là phiên này, là ngay cái phiên này đó, thì cũng chúng ta có thể mua thăm dò anh chị ha. Mua thăm dò phiên này thì nó cũng bùng nổ có lượng so với hai phiên trước, thì chúng ta có thể mua thăm dò để khi nó đi lên luôn, và cái phiên xác nhận cái dòng tiền đó, cái phiên này em đổi màu cho anh chị dễ nhìn ha. Đó, nhìn lại cái thanh khoản hôm đó luôn anh chị ha. Đó, anh chị nhìn đây, cái thanh khoản này chính là cái thanh khoản này. Ok, mình đổi cái màu lại, xóa cây này đi. Đó, thì anh chị sẽ nhìn về đây ha. Đây là những phiên giảm điểm của thị trường đó, sau đó có yếu tố siết cung, yếu tố siết lại cái nền test cung
Thì mình nhìn về quá khứ, nhìn về quá khứ anh chị ha. Đây, nhìn về quá khứ, yếu tố giảm điểm là có, yếu tố giảm điểm là có nè anh chị ha. Đó, yếu tố giảm điểm là có, sau đó nó siết, anh chị thấy nó siết không, chị thấy nó siết không, là nó siết một cây, hai cây, ba cây, bốn cây nè, siết đẹp không, nó siết về nhau đó. Mình mở cái thằng cho dễ nhìn ha, thằng cho dễ nhìn ha, nó siết lại, nó tạo thành cái đòn nó anh chị, như cái hàng gào vậy đó anh chị. Đó, nó siết lại nè anh chị thấy không, thấy nó siết đẹp không đó. Và sau đó nó bứt khỏi nền, cái cây này nó bứt khỏi nền, cái nến này nó bứt khỏi nền nè đó. Yếu tố về thanh khoản là có đó, lượng mua áp đảo lượng bán đó, thanh khoản nó tăng lên so với những phiên trước. Giờ mình có thể mình mua thăm dò thử phiên này, mình giải ngân khoảng 20% vốn, 10%, 20% vốn, sau đó tiếp tục tăng lên và nó siết lại. Thì tại sao nó lại siết ở đây mà nó không tăng tiếp, có nghĩa là nó gặp lại những cái vùng kháng cự, những cái vùng này những nhà đầu tư mình kẹt hàng, những nhà đầu tư mình kẹt hàng đó anh chị. Khi thị trường giảm, khi thị trường giảm hoặc là cổ phiếu nó giảm điểm và những nhà đầu tư mình bán không kịp, mình không xử lý kịp, thì khi mà cổ phiếu quay trở lại vùng giá nền thì anh chị mình sẽ cứ yếu tố là bán ra cổ phiếu. Thì những cái phiên này tổ chức họ phải kiểm tra lại cung cầu của cổ phiếu, xem anh chị mình còn bán ra cổ phiếu nữa hay không đó, xem anh chị mình còn bán ra cổ phiếu nữa hay không. Rồi sau đó nếu cái lượng cung là thấp đi nữa, cái lượng cung tiếp tục thấp là anh chị này nhìn là thanh khoản là không có nè anh chị thấy không. Những phiên giảm điểm hay là những phiên tăng điểm nhưng thanh khoản là không có, đó là những phiên mà tổ chức họ không làm gì hết, họ không làm gì ở thị trường hết, họ để cho chúng ta tự giao dịch với nhau, chúng ta tự mua bán lại với nhau, chúng ta xem họ xem chúng ta còn cái lượng thanh khoản không đó, cái sức mua hay là cái sức bán hay không đó. Để từ đó mà khi mà họ thấy những cái lượng mua, những cái lượng bán chúng ta ngày càng kiệt đi, không còn ai bán nữa, thì lúc đó họ sẽ bắt đầu cái quá trình đánh lên cổ phiếu. Thì họ xác nhận cái phiên đánh lên cổ phiếu bằng một cái thanh ba đầy đặn, một cái thanh ba dài, có nghĩa là phiên này có thể là họ trần, họ đánh trần. Anh chị có thể thấy, anh chị có thể nhìn lên góc này, anh chị có thể thấy phiên này gần trần ha, phiên này ACB gần trần đó, 6,72% gần trần, và cái lượng thanh khoản thì cực kỳ cao ngút, đó là tổ chức họ đổ từ nhà họ đánh đó, anh chị có thể thấy nè, liên tục là những cái phiên xét xiết nền đó. Xiết nền thì họ tổ chức họ sẽ ít giao dịch, họ sẽ giao dịch ít đi đó, họ thả cái thị trường, họ xem anh chị mình đó có mua bán gì cái cổ phiếu ACB nữa không đó. Khi mà anh chị mình đó, anh chị mình yên yên vị với cái ICB này thì họ sẽ bắt đầu họ đánh thứ nhất, họ có thể đánh lên đó, kế hoạch thứ nhất họ có thể đánh lên đó, và kế hoạch thứ hai họ đánh xuống, họ dụ anh chị mình ra đó. Thì đây họ thực hiện kế hoạch thứ hai, họ dụ anh chị mình ra, sau đó họ siết cái nền lại, họ kiểm tra lượng cung cầu đó, những phiên này họ đánh lên nó xuống, lên xuống, lên xuống, kiểm tra xem anh chị mình trong những lúc này có hoảng loạn, có bán ra cổ phiếu không. Nếu mà anh chị mình hoảng loạn bán ra cổ phiếu, họ sẽ gom lại hết và họ đánh thử, họ đánh tiếp cái quá trình để lên cổ phiếu họ bằng cái cây thứ hai họ đánh lên nè, là thanh khoản cải thiện hơn tí nè, họ xem anh chị mình có mua vào không đó, có mua vào nhiều không đó, họ thử họ test cầu mình đó, rồi sau đó tăng lên tiếp về nền thì họ cũng phải kiểm tra lại cái lượng cung cầu của anh chị mình trong cái nền này nó như thế nào, anh chị mình còn bán ra nhiều không đó. Thì tại sao lại như thế, họ kiểm tra như thế để làm chi, để một lát nữa em sẽ nói với anh chị cái quá trình đẩy lên cổ phiếu của tạo lập ha. Đó, trước mắt thì mình có thể nhìn đó, mình thể nhìn một số cái yếu tố đó về kỹ thuật đánh của tạo lập đó, để mình mai sau này mình mua cổ phiếu mình biết xử lý như thế nào là đúng anh chị ha. Đó, thì sau khi mà cái phiên breakout này là cái phiên mà bùng nổ như thế này nè, kèm theo khối lượng cao, thì anh chị có thể thấy suốt sau đó là những quá trình cổ phiếu tăng liên miên luôn anh chị ha. Đó, cổ phiếu tăng liên miên luôn đó, nè gặp yếu tố mà ai chốt lời thì chốt nè đó, yếu tố phải chỉnh lại, tăng quá thì cũng phải chỉnh lại đó, chỉnh lại. Nếu mà anh chị mình yên vị tiếp thì nó sẽ đánh lên tiếp, tạo lập họ sẽ đánh lên tiếp đó, anh chị hiểu không, chị hiểu cái quá trình đánh lên của cổ phiếu chưa đó. Thì em vẫn dùng tiếp ICB này để em nói rõ cho anh chị mình biết cái quá trình đánh lên cổ phiếu của tạo lập anh chị ha. Đó, thì xóa bỏ cái bảng đó đi, mình lấy cái bảng mới. Thì khi mà tạo lập họ muốn đánh lên một cổ phiếu, mình lấy giai đoạn này đi ha, mình lấy giai đoạn này cho dễ đi ha. Để em coi đây, khi mà tạo lập họ muốn đánh lên cổ phiếu thì làm sao. Khi mà tạo lập họ muốn đánh lên cổ phiếu thì họ phải làm sao, phải gom hàng, họ phải gom hàng đó, họ phải gom hàng là gì,
gom hàng là liên tục một khoảng thời gian cực kỳ dài đó, họ họ mua cổ phiếu, họ gom, họ tích lũy cổ phiếu. Thì khi mà con SCB này nó phát hành bao nhiêu cổ phiếu, mình có thể nhìn xem, mình có thể nhìn xem hồ sơ công ty, khối lượng đang niêm yết là tổng cái cổ phiếu của con ACB này ở ngoài thị trường là 2,7 tỷ cổ phiếu đó. Thì anh chị có thể thấy 2,7 tỷ cổ phiếu ha. Đó thì làm sao để đánh lên cổ phiếu, thì họ phải gom với số lượng lớn về cổ phiếu để họ chiếm cái tỷ trọng cao hơn anh chị mình đó, để lúc đó họ mới đánh lên cổ phiếu được. Thì từ từ em sẽ nói tới quá trình đó anh chị ha. Đó thì những cái giai đoạn cực kỳ lớn như thế nào, anh chị có thể thấy cái một cái giai đoạn cực kỳ lớn như thế này, cái giai đoạn cực kỳ lớn như thế này mà giá cổ phiếu thì sao, giá cổ phiếu anh chị để ý không, giá cổ phiếu nó sẽ lanh quanh trong cái hình hộp chiến dịch mà em đã kể ra đó, nó sẽ lanh quanh, có thể là nó lên và cũng có thể là nó xuống đó anh chị không, đó có thể là lên đó, có thể là lên đây, cũng có thể là nó xuống đây đó, một cái mẫu hình cực kỳ lớn không anh chị ha, một cái mẫu hình hộp chiến dịch cực kỳ lớn của cổ phiếu đó, nó có thể nó lên nè, có thể nó xuống nè anh chị thấy không. Đó là gọi là cái quá trình gom hàng của tạo lập. Tạo lập họ sẽ đánh, họ sẽ giữ cái giá cổ phiếu, họ có rất nhiều tiền anh chị, họ có rất nhiều tiền, có cả ngàn tỷ đó, có cả ngàn tỷ lận đó. Còn chúng ta chỉ có giữ lắm thì cũng là vài trăm tỷ đúng không, còn họ có cả ngàn tỷ, có thể hơn thế nữa đó. Thì họ sẽ mua cổ phiếu, họ sẽ có thời gian rất là dài với anh chị mình, họ có thời gian rất là dài, họ đầu tư, có khi là họ đánh, họ muốn gom hàng cổ phiếu để họ đánh lên, có khi là từ năm 2018 tới tận năm 2020, gần 2 năm trời đó, họ gom hàng trong 2 năm trời để họ đánh lên một pha sóng của cổ phiếu đó. Thì trong quá trình họ gom hàng, họ sẽ có những yếu tố đánh lên đánh xuống để đè ép tâm lý mình. Thí dụ như anh chị mua ở giai đoạn này, anh chị lên đây, anh chị lời, anh chị không bán, anh chị giữ, thì khi đó tạo lập họ đánh xuống anh chị mình về đây, anh chị mình giữ khoảng bao lâu, anh chị giữ từ đây tới đây, từ tháng 7 tới tháng 11, 4 tháng trời mà giữ cổ phiếu không tăng được bao nhiêu, anh chị mình nản không, nản đúng không, anh chị sẽ bán ra đó. Đa số tâm lý là như thế anh chị ha, em trải qua rất nhiều rồi, đa số tâm lý là như thế. Ví dụ như mình mắc đáy những phiên này, lên đây thì mình ok mình bán, và sau đó mình thấy cổ phiếu cân bằng tốt mình mua lại, lên đây đó mình giữ tiếp, mình hy vọng cổ phiếu sánh lên tiếp, nhưng không, cổ phiếu sau đó giảm lại thì anh chị mình có tâm lý nản thì bán ra đó. Còn không, nhưng không, đối với tạo lập họ sẽ gom, họ gom liên miên, họ không quan trọng là cổ phiếu sẽ lên hay xuống tiếp tục đó, họ cứ gom và họ lúc đó họ sẽ giữ được với cái tỷ trọng cổ phiếu lớn, họ sẽ giữ cổ phiếu quanh quanh cái vùng hộp như thế này đó, anh chị có thể thấy họ đánh lên đánh xuống, nhưng cuối cùng họ chỉ giữ quanh quanh những cái mốc giá là từ 15 tới 13 anh chị đó, anh chị thấy không đó. Đó, những cái phiên như thế này anh chị nhìn về những cái thanh khoản nó bé tí như thế này nè, đó rất là kiệt anh chị đó. Nhưng mà khi đã già cái quá trình nó lên cổ phiếu rồi, anh chị thấy thanh khoản cực kỳ cao ha. Đó là cái yếu tố đồng thuận của thanh khoản khi mà tổ chức đánh lên, và khi mà họ đã gom đủ hàng thì họ sẽ sử dụng tới cái yếu tố có thể là thứ nhất là đánh lên luôn đó, như em đã nói nãy, và thứ hai là họ sẽ đánh xuống anh chị, đánh xuống để dụ anh chị mình ra và sau đó sẽ cân bằng trở lại và sẽ xác nhận bằng những phiên gọi là bùng nổ về thanh khoản và mức giá của cổ phiếu. Đây là cái phiên này, cái phiên ngày 11 tháng 8 năm 2020, bùng nổ về thanh khoản và bùng nổ về biên độ giá đó. Đó là những phiên mà xác nhận con sóng đánh lên đó, và khi mà họ đánh lên thì không phải là đánh một mạch, không phải là đánh phiên nào cũng chân, không phải là chân liên miên những con đầu cơ đó anh chị. Thì khi họ đánh lên, họ sẽ đánh lên một đoạn và sau đó cân bằng lại, thì đây gọi là cổ phiếu kênh trên đó anh chị, đây gọi là cổ phiếu kênh trên, cân bằng lại và sau đó đánh lên tiếp đó. Cân bằng lại để làm chi? Để kiểm tra lượng cung cầu, xem anh chị mình có bán ra nữa không. Tại vì khi mà họ đánh lên thì họ sẽ tốn hai khoản tiền. Khoản tiền thứ nhất là khoản tiền họ mua vào cổ phiếu của chính họ hoặc là các anh chị nhà đầu tư đó, họ mua với giá cao để họ đẩy giá cái giá cổ phiếu. Và cái thứ hai là họ cũng sẽ sử dụng chính cái cổ phiếu họ để họ làm giá cổ phiếu đó, anh chị hiểu không đó. Họ cầm rất là nhiều, thí dụ như anh chị mình cầm trong tay là 10 cổ phiếu, họ cầm 100 cổ phiếu, thì mỗi một phiên họ chỉ cần họ lấy ra cỡ 5-6 cổ phiếu họ là họ có thể làm giá rồi đó, anh chị hiểu không đó.
thì họ cứ cứ mua. Thí dụ anh họ muốn làm giá trần thì họ cứ cứ cầm một cái tài khoản này, họ đặt bán giá trần, tài khoản kia họ mua giá trần, thì hôm đó cổ phiếu khớp giá trần thì hôm đó cổ phiếu nó sẽ trần. Còn khi mà anh chị mình còn hàng, cái lượng cung anh chị còn nhiều, anh chị phá vỡ đi cái quy tắc mà trần của cổ phiếu, anh chị đặt cái lệnh bán sàn thì cổ phiếu nó sẽ khớp sàn, thì như thế thì họ sẽ không không được hoàn thiện cái quá trình nó lên của họ. Bởi vì họ phải cân bằng lại, họ kiểm tra xem anh chị mình còn bán ra cổ phiếu nữa hay không. Đó, em nói tới đây anh chị hiểu rồi đúng không? Đó, họ sẽ kiểm tra lại xem anh chị mình có bán ra nữa hay không. Và khi mà anh chị mình không bán ra nữa, cái lượng cung cổ phiếu trên thị trường ngày càng kiệt đi, thì họ sẽ tiếp tục họ đánh lên. Và sau đó em chắc chắn một điều rằng sẽ có một khối anh chị chốt lời. Mình phải chốt lời đúng không anh chị? Đó, khi mà mình học cái quy tắc về cổ phiếu thì khoảng 10 tới 15 20% thì mình sẽ chốt lời. Đó, lên đoạn này là 20%. Thì tất nhiên mình sẽ gặp một khối người chốt lời thì nó phải cân bằng lại quanh đây. Đó, họ phải kiểm tra lại cung cầu quanh đây xem anh chị mình có bán ra nó không. Rồi khi sau đó họ đánh lên tiếp, 20% thì chắc chắn sẽ gặp những một khối người chốt lời, thì quanh quanh ở đây họ cũng phải cân bằng lại, hoặc họ chỉnh xuống, họ gây cái sự hoảng loạn bằng những cái phiên giảm điểm với biên độ cao và khối lượng lớn. Xem anh chị mình có bị hoảng loạn không? Đó, anh chị mình hoảng loạn, họ mua lại luôn của anh chị và họ sẽ đánh lên tiếp. Tại sao họ làm được như vậy? Là tại vì họ đã gom hàng trong một cái giai đoạn cực kỳ lớn, là khoảng 2 năm anh chị ha. Đó, em nói đây là anh chị hiểu rồi đúng không? Đó, họ gom hàng với một cái khối lượng cực kỳ lớn. Đó. Thì tiếp tục cái quá trình đánh lên sau khi mà họ đã vũ bỏ anh chị mình rồi. Đó, vũ bỏ tạo sự hoảng loạn rồi, họ tiếp tục sẽ lên cổ phiếu và tiếp tục tới cái quá trình mà tích lũy lại, cân bằng lại kênh trên để gom hàng lại để tiếp tục những pha đánh lên của cổ phiếu anh chị ha. Đó là quá trình đánh lên của tạo lập anh chị ha. Đó, ok ha. Thì nhìn vào một số cổ phiếu khác như là MBB hôm nay cũng tốt nè, đâu có giảm bao nhiêu đâu, nhưng mà cái nến này là cây nến xanh thì nó sẽ thành một cây ban, cái ngự lâm quân á, ba chàng lính ngự lâm á. Thì đa số là cổ phiếu nào hôm nay cũng như thế thôi, đa số là sẽ có những cái phiên như thế này, có những cái mô hình lớn như thế này, nhưng mà hôm nay không phải là cây xanh, đa số là cũng không phải là cây xanh, và cây xanh hôm những phiên đó phải đều thanh khoản với nhau, thì càng ngày càng ít đi thì cũng không phải yếu tố gọi là cái nến ngự lâm quân thôi chị ha, chỉ là những phiên hồi phục và thận trọng của những nhà đầu tư thôi, cho nên là thanh khoản nó yếu đi và nó cái lượng dao động phiên hôm nay nó cũng không có nhiều, thì chúng ta sẽ cầm tiếp thôi. Số cổ phiếu như ICB hay là MBB thì chúng sẽ cầm tiếp thôi anh chị, cầm tiếp đợi cái quá trình mà thứ sáu nè, xem cái thanh khoản hay là cái hành vi vận động của những nhà đầu tư như thế nào thì chúng ta sẽ xử lý theo. Thì đa số ban là chung như thế thôi. ICB tăng tốt nè anh chị, ICB tăng tốt rồi. Đó, bị chửi nhiều quá, hôm qua em cũng có làm một cái video nói con ICB này nó bị chửi nhiều quá và sau đó nó tăng trở lại. Thì thí dụ như mua ở đây thì giờ mình chỉ còn lỗ 9% thôi đó. Ví dụ mua quanh 26-25 thì chúng ta còn lỗ 9% thôi. Những phiên này những phiên hồi phục khá tốt, thanh khoản còn cao hơn phiên hôm qua. OCB có tin gì vậy ta? OCB có tin gì? Lã sau thế nè, bổ sung lã sau thế nè. Thì ban đầu thì thấy nó bị doanh thu nó không tốt ha, nhưng mà sau này nó còn bổ sung thêm một cái tin này nữa thì hôm nay nó sẽ tăng trở lại. Techcom thì cứ lù đù tăng thôi, hy vọng là ngày mai nó sẽ cắt qua đường MA 10 này thì giá nó sẽ ổn rồi ha, giá nó sẽ ổn rồi, quanh á, nó nhanh chóng nó sẽ tìm về quanh những cái vùng 50 thôi, quanh những cái vùng 50 này những nhà đầu tư mình gom hàng khá nhiều rồi đó, thì những nhà đầu tư mình sẽ bị kẹt đây, thì những con này nó không có những cái hỗ trợ giữa anh chị, những cái hỗ trợ giữa này nè, thì sớm thì giá nó sẽ về đây nè, nó sẽ về đây nè, hoặc là có thể về quanh đây, về quanh 45 ha, về quanh 45 chị ha, thì sẽ bị chốt lời nhiều quá, sẽ bị đúng rồi, sẽ bị những nhà đầu tư mua đáy chốt lời hoặc là những nhà đầu tư họ cắt lỗ đi, tại vì khi đó cái mức mà lãi của họ, cái mức mà lỗ của họ, họ chỉ còn lỗ 5-7% thì nó đúng cái quy tắc kỹ thuật thì chúng ta sẽ cắt. Đó, thì còn cái công băng này em đánh trung hạn dài hạn, đa số là những công băng em đánh trung hạn dài hạn thì anh chị cứ giữ thôi, ổn mà. MSB lại là một phiên giảm điểm. Hai con này đang cân bằng tốt nè. Con này có quanh 26 nè. Mua quanh 26, 25, 26. Cân bằng tốt nè anh chị. Anh xin lỗi nha. Anh có một chút cái lỗi chứ nè. Ok.
tiếp nè. Hy vọng nó sẽ cân bằng đây nè, nó cân bằng trước rồi nè anh chị, con này nó cân bằng trước rồi, nó cân bằng trước thị trường nè, đó nó cân bằng bên đây nè, đó cân bằng tốt, lượng cung mà ngày càng không có nữa thì nó sẽ sớm đánh lên, nó lên trở về những vùng này để nó tiếp tục nó cân bằng, nó đợi sóng ngành anh chị ha. Đó, đa số là những con băng như thế anh chị ha. STB nè anh chị, nó phiên giảm gần 2%, nhưng chúng ta nhìn lại đi, nó cũng loanh quanh những cái vùng hỗ trợ cũ, nó vừa hỗ trợ cũ ha, lượng cung thì cũng mới chen với thị trường ngày càng cạn kiệt anh chị, lượng cung lượng cầu ngày càng cạn kiệt đó, thì yếu tố nó cũng cân bằng trước thị trường anh chị, những con này nó khỏe, nó cân bằng trước thị trường nè đó anh chị ha, để mô hình đó đó nè, mình so sánh với vừa lên đất ha đó. Đó thì cũng cân bằng trước thị trường, nó tạo những cái mô hình lớn quanh quanh đây đó, còn khi đó vừa lên đất. Ok. Ok. Đó, thì nó tạo những vùng đáy. Nó tạo những cái vùng cân bằng trước bên đây, trong khi đó bên đây nó chỉ mới hồi lên thôi, hồi ba phiên lên thôi. Thì con chủ hôm nay giữ điểm khá ok, thì đa số là như hôm nay không có giao dịch gì đâu anh chị, đa số là hôm nay ai muốn bán ai, nhưng mà đa số nghĩa là không có mua đâu, bán nhẹ nhẹ bán thăm dò anh chị. Về bất động sản thì nó cũng phân hóa anh chị, nó phân hóa dữ lắm ha, hôm qua là một phiên tăng mạnh, hôm nay những con đầu cơ như Dixel thì nó cũng phải trả điểm về ha, kiểu này quýnh kiểu này là có khi anh chị mình kẹt tê á, bên đầu cơ nè, cuốn con này nè, có khi mai ví dụ như lỡ nó sàn đi nữa thì anh chị mình bán thì lời được vài phần trăm đó. Nhưng mà hình như em nghĩ là yếu tố bắt đáy thì rất là khó để bắt sàn, cho nên là thí dụ như mai nó quýnh sàn thì anh chị mình kẹt tê chắc à. Những con đầu cơ như thế này mình không có chơi anh chị ha, ai chơi thì chơi, ai mua thì mua, ai mà nhìn ra tiềm năng thì mua, còn nhưng mà thí dụ như ai cũng nói về nó quá thì thôi chúng ta bỏ qua một bên đó, mua những cổ mà im hơi lặng tiếng một chút anh chị. Chị ai ăn được thì ăn đó, ăn được sống này thì hay quá. Còn cái đoạn này thì thanh khoản anh chị cũng có thể thấy nó cũng khá cao ấy, những phiên bắt đáy ấy, cái phiên này là tạo lập hồi đỏ cung cũng được không phải phiên sau này nè, phiên sau anh chị mình mua khá nhiều mà, còn những phiên này chắc cũng còn những anh chị mình thôi đó, thì thôi những con đầu cơ thế thì thôi bỏ qua anh chị ha. KHG nè, KHG, những con bất động sản mà nó tạo vùng đáy trước thị trường nè anh chị, những con này chúng ta nên chú ý nè đó, những con này chúng ta nên chú ý về cái lượng cung cầu của nó, về cái biên độ giá của nó sẽ tạo quanh những cái vùng như thế này nè đó, như thế này đây đó, rồi sau đó cái yếu tố nó lên anh chị ha đó, thì lúc này nó cũng như thế, để ý một chút, bỏ vào cái watchlist như em nha. Nam Long là anh chị, Nam Long thì một cổ phiếu em cho Romemo là anh chị cũng có thể thấy cái thanh khoản 2, 4, 2, 4, 6, 8 phiên rồi, 8 phiên họ mua liên tục, khi này họ mua cực kỳ khủng luôn, họ mua gần 2 triệu cổ phiếu luôn. Để xem hôm nay mua HBG với Nam Long anh chị ha, hôm nay là HBG với Nam Long mua cực kỳ điên luôn, cái ngoài mua cũng khủng khiếp. HBG họ mua 120 tỷ, Nam Long họ mua kế gì họ mua 72 tỷ, anh chị cũng có thể thấy những phiên nước ngoài họ gom liên tục đó. Và nhìn về cái con Nam Long này thì đoạn này nó chưa tăng nóng như những con Excel anh chị ha, thì con này vẫn còn dư địa nè, con này trong quá trình này có nghĩa là nó phân phối trước rồi đó anh chị, quá trình này nó kéo trần sàn nó kéo giá lại nè, để nó phân phối trước rồi đó, giai đoạn này thì bị đau chung với thị trường và sau đó hồi phục lại ổn rồi bị rớt chung với thị trường. Thì khi mà em mua thì em sẽ mua quanh những đoạn này, và khi nó bị chỉnh về thì mình mắc khoảng 20-25%, và sau đó nó hồi phục lên thì mình còn mắc bao nhiêu, em mua quanh những đoạn này anh chị ha, hồi phục lên thì mình có mắc có 13%, thì những con này đầu tư dài thì anh chị mình vẫn nắm ok thôi. Cái thanh khoản hôm nay là nó cao là anh chị, nó cao là do nước ngoài họ mua nhiều á, nước ngoài họ mua nhiều anh chị, thì cây này nước ngoài họ mua nhiều mà họ đè không đè giá tốt, không đè giá lắm thì phiên này vẫn gọi là ok anh chị. Một cây Diamond 3 xuất hiện trong quá trình mà nó
nó đánh lừa nó cổ phiếu anh chị ha. Em nghĩ 55 đoạn này thì ok đó anh chị, 55 đoạn này ok, chúng ta giải ngân được rồi đó, giải ngân từ từ được rồi đó. Nhà từ lim ship Novaland chứ, Novaland chứ, Novaland con này nó bên nhà chủ á, cho nên tỏ lấy cái thị trường cổ gáp nhỏ nè anh chị, gáp nhỏ nè đó anh chị. Tính ý một chút anh chị giải ngân quanh quanh đây đó thì sớm thôi nó sẽ dễ dễ lắp những cái gáp nhỏ đó, thì lúc đó một chút là anh chị nhà từ lim thôi. Đây đây cũng tạo đáy trước thị trường anh chị, cân bằng tốt là anh chị. Những con này nó khỏe không có ha, nó bị chia đôi rồi, từ đó nó pha loãng rồi, nó phát hành thêm cổ phiếu nó pha loãng ra. Con này cũng có cái gáp ở đây, cũng có cái gáp ở đây, tình ý một chút giải ngân quanh đây, giải ngân quanh đây sớm thì sẽ tìm được những cái gáp anh chị ha. Đó bất động sản là như thế. Qua chứng khoán nè, chứng khoán thì tất nhiên là sẽ bị đỏ rồi anh chị, chứng khoán một số con mạnh dữ lắm thôi nó mới kéo lại anh chị. BT rồi, VDS đòn, VDS đòn, con này yếu quá luôn, con này phục hồi mà không mạnh, không chứng khoán gì hết, con này yếu lắm mà. Thì tại sao chứng khoán hôm nay là yếu như thế? Đó, chứng khoán hôm nay là yếu như thế thì là tại vì anh chị cũng có thể thấy cái thanh khoản như thế này thì công ty chứng khoán làm ăn thì như thế nào anh chị cũng hiểu rồi ha. Đó rất là khó để lấy được cái nguồn lãi ở cái tháng 4 này rất là ảm đạm luôn, giao dịch rất là ảm đạm, giao dịch thanh khoản, giao dịch thanh khoản của thị trường thì chúng ta có thể biết cái công ty chứng khoán sẽ không ổn trong giai đoạn này thì thôi mình bỏ qua ha. Vậy dòng trụ thì chỉ có hai con xanh thôi, hai con giữ giá lại thị trường, và những con này đa số là sẽ bị điều tiết anh chị, thì nó cũng giảm không quá sâu đâu, nó cũng quanh quanh, nó tạo quanh những cái vùng cân bằng mới ha anh chị ha. Ví dụ như tạo vùng cân bằng này nó bị fail thì nó sẽ tạo vùng cân bằng này, và phải cứ tốt kỳ cung, thì yếu tố kỳ cung thì cũng đã thấy đó, khi mà quá trình đánh lên thì cái lượng thanh khoản nó tăng đó, giá nó cũng tăng theo, và khi mà nó cân bằng lại hoặc là đánh gãy xuống thì nó cũng phải cân bằng lại, và cái lượng cung nó sẽ kẹt đi. Thì đó là những phiên mà chúng ta xem xét trong thời giải ngân ha, khi mà nó cân bằng dài ra, nó chảy dài ra nè, ở cái lượng cung có như những phiên này nè, như những phiên này mình có thể giải ngân đó. Khi mà nó không đánh lên nữa thì nó rớt xuống thì sớm thôi nó sẽ tìm về những vùng này anh chị ha. Nó cân bằng tốt và thanh khoản nó càng ngày yếu thì sớm thôi nó sẽ tìm được những vùng này đó. Dòng chủ là như thế, đa số con nào cũng giống con nào thôi anh chị. Bọn việc đánh mô hình công ta cầm lớn nè anh chị ơi, bọn việc đánh mô hình công ta cầm lớn nè anh chị, mình cũng dễ ha. Đây khoan giảm hơi xấu một tí anh chị. Ồ, đó tăng số này giảm số này, thì đoạn này bị đạp chung với thị trường thì chúng ta có chấp nhận thôi, nhưng mà sau đó có những phiên hồi phục rất quyết liệt anh chị, những phiên hồi phục rất quyết liệt nè, không to ra một tí, những phiên hồi phục rất quyết liệt nè, chúng ta cũng thấy yếu tố đánh lên tạo lập là có anh chị ha. Nhưng mà đoạn này cũng gặp thị trường khó quá, thanh khoản mình cũng kỳ đi thôi, thì chúng ta sẽ đợi thêm nó cân bằng tốt lại đi rồi chúng ta sẽ giải ngân hai mô hình chúng ta cầm lớn anh chị ha. Ok, đó là trụ lợi thế, đa số con nào nhất con nào. Con VRE hôm nay chúng ta để xem xét qua nè, VRE cái này tay có một nè, tay mua cũng nhiều nè anh chị, tay mua rộng mấy phiên liền luôn nè đó, để anh chị có thể xem xét. Con VRE này cũng gọi là ok đó anh chị, trả về những vùng giá này cũng gọi là quá chiết khấu rồi anh chị, tại vì những vùng giá này đa số tạo lập hơi gom hay ít nhiều anh chị, những vùng 30 nè gom hay ít nhiều thì chúng ta phải giải ngân quanh đây đó. Con này mà khó mà xuống là 27-28 lắm anh chị, có mà xuống lắm, quanh quanh 28-29 là hết đó rồi, còn này người ta đỏ cung quanh đây mà. Ok ha, trụ lên thế ha. Về dầu cũng phân hóa, nhưng mà đa số anh chị có thể thấy sắc xanh nó chiếm phần lớn hơn đó, thì cái giá dầu hôm nay cũng gọi là nó khá là lạc quan so với thị trường đó anh chị, đó nó ổn định hơn với thị trường đó, do là cũng trước đó thì nó cũng đã chiết khấu khá nhiều rồi đó, trước đó nó cũng chiết khấu khá nhiều rồi đó, thì đoạn này cũng phải hồi phục lên để trả điểm lại cho người ta đó. Dầu là như thế anh chị ha, thì em đoạn này em chỉ đánh bang và một số bất động sản nhỏ thôi đó anh chị. Oi có tin gì nè, tập đoàn lợi nhuận phục hồi. Ok, mình xem oi hôm nay ha, oi mình hồi phục luôn đó, nó cân bằng rồi đó anh chị, cân bằng tạo đáy nè anh chị, tạo đáy nè, mình gì cái lượng
lượng lượng, lượng cung lượng cầu ở thị trường đó anh chị, lượng cung ở thị trường phải phải cung yếu đó anh chị, cung yếu đó, cung yếu nữa thì mua nó sẽ sớm trở về vùng nền anh chị. Con này là anh cứng như vậy mà đánh gãy thì quá là chiết khấu anh chị, tại nó nằm ở ốp cơm cho nên là gãy hơi sâu. Gas gas bên trụ nè, gas đoạn này quá ok luôn, trong khi thị trường chỉnh như vậy mà gas nó cân bằng tốt á. Gas này từ từ chúng ta đợi. Ui phi này có thể giải ngân rồi nè anh chị, phi hôm nay nè, phi hôm nay nè, phi hôm nay nè, ui lượng cung không còn gì luôn, giá thì đánh hơi sâu xuống tí thì ok giải ngân được luôn. Con này giải ngân được rồi, 107 giải ngân được anh chị, mô hình gốc tay cầm luôn anh chị, mô hình gốc tay cầm cân bằng quá tốt anh chị, ở cung rất tốt so với thị trường anh chị ha. Con này nó bún được nè anh chị, con gas này mình ok á, con gas này được á. Đoạn này gãy là do đoạn này gãy là do dầu vậy, chiến tranh nó ổn định lại anh chị, chiến tranh nó ổn định đây, hình như đoạn này chiến tranh đi à, đoạn này chiến tranh rồi, đoạn này chiến tranh rồi, chiến tranh rồi, đánh đánh sóng sóng đánh lên rồi, sóng đánh lên rồi, sau đó chiến tranh nó ổn định lại, ổn định lại có những cái yếu tố gọi là giảng hòa, thì khi đó giá dầu nó giảm lại thì nó giảm chung với thị trường, sau đó những phiên cân bằng tốt, cân bằng tốt, và đoạn này nó cân bằng quá tốt so với thị trường chung, tính ra nó đâu có giảm bao nhiêu đâu, 10% dòng trụ giảm 10% quá ok. Rồi giải ngân qua đây ok nè anh chị, giải ngân quanh 105 107 nè, được đó anh chị ơi. Hấp đi khu công nghiệp, công nghiệp Lâm Hậu, ui con này nó rơi quá anh chị, rơi sàn 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 sàn, thôi rơi mạnh quá bỏ luôn anh chị ha, luôn ha. Ví dụ ai có cầm đi, có cầm đi thì đợi đợi hồi phục thì nó rơi mạnh thì nó cũng sẽ hồi mạnh thôi, thì hồi phục lên quanh những vùng 49 thì mình xả ra thôi anh chị ạ. Rồi nó rơi kinh quá thì có cái gì đó nó mới rơi, mình xem nước ngoài có mua mà nước ngoài mua cũng không được nhiều anh chị ạ, càng mua càng yếu quá. Nước ngoài bắt đáy những phiên đầu tiên mà gãy luôn nè anh chị, rồi bỏ anh chị ha. Đó, hồi phục lên phần nữa thì mình bán được rồi. Ui con D2D nào hồi phục tốt quá anh chị ạ, tính ra cái này nó mở lên trần luôn quá chứ, cái này mở lên nó muốn trần luôn quá chứ, sợ đánh đánh yếu là đánh yếu là mình tính ra nó cũng còn hư nữa anh chị, cũng còn hư 2%, cái này khỏe quá. Better better KBC nè, KBC sẽ có nhiều người mua rồi đúng không, watch out nè, cái phiên này cũng watch out nè, ai bắt lấy phiên này đi thì tới đây cũng chốt rồi anh chị, tới đây cũng chốt rồi nè, phiên này người ta sẽ chốt lại. Cái nến này cũng gọi là ok nè, cái nến đỡ đỡ giá của tạo lập nè anh chị, nó là đỡ giá tạo lập là đỡ trước thị trường luôn, cái nến này anh người ta đỡ trước thị trường luôn anh chị, đỡ khi trước khi thị trường chỉnh luôn, quá ok anh chị ha. Rồi cũng ổn, gắn giữ hơn anh chị, con này gắn giữ sớm thì chị trở về những vùng 48 á. Cái sản dệt may nó cũng phân hóa anh chị, UGVG này em nghĩ là sẽ có khó anh chị cầm mấy chứ, nhưng mà con này đoạn này nó gãy sâu quá anh chị, khi mà dòng dòng nó tăng mà nó không tăng mà nó gãy sâu quá thì mình đợi hồi lên ha anh chị ha, đợi hồi lên bên 21 mình có thể cơ cấu nó ra được rồi. Con này hơi hơi yếu anh chị ơi, con này yếu quá, con này đạp đạp sâu quá anh chị, dòng này mà khi mà thị trường giảm thì dòng nó tăng mà nó đạp được khoảng 25% mà nó tăng lại cũng không có bao nhiêu là nó yếu anh chị ha. Đó DG mình nhìn điểm một chút anh chị ha, thì dòng điện thì cũng khá nhiều người vào ấy, tại vì những người đa số là họ sẽ đánh vùng quý hai, đánh vùng quý hai dòng điện sẽ vào qua dùng nền này đó, khi mà nó bị đánh xuống thì họ cũng bắt đáy, nó em nghĩ là nó khó người bắt đáy ở đây, giá nó mới chỉnh lại như thế này mà sẽ rơi tiếp đó, rơi tiếp thì rơi vào những vùng nền thì ở đây chúng ta có thể giải ngân ok ha. Đó. Giải ngân ok, con này giải ngân đây, con này ok nè, còn cái vùng này mà đánh cho quý hai anh chị ha, tất cả dòng điện là đánh cho quý hai hết. BC1 giá hiện tại quá ok, là hôm nay giữ giá tốt quanh những vùng 38, nó trở về vùng nền trước rồi nè anh chị, vùng nền trước nè, sớm thôi nó sẽ trở về những vùng này. Điện thì con này em thấy là ok nhất trong ngành điện hóa rồi, thấy ok nhất trong ngành điện hóa khi mà nó đánh lên nè anh chị, đánh lên nè và nó tạo những cái biên độ cân bằng khá tốt ở đây, và nó gặp gì thị trường trung chỉnh và nó cũng hồi phục, cũng tạm thời là ổn anh chị, tạm thời là ổn và nó cân bằng sớm anh chị có thể thấy những cái phiên này họ tạo họ siết cái nền rất là cứng qua đây, thì có nghĩa là họ đã đỡ giá qua đây rồi, giá vốn họ qua đây rồi, chúng ta hãy giải ngân theo họ và đợi yếu tố gọi là vĩ mô tí là quý hai
2 tháng nữa mình giải ngân đây thì mình đợi target sớm thôi, target sớm thôi chị ha, target sớm là 60 chị ha, target 60 vậy ok ha. Ví dụ mã sức còn lại thì thôi không đánh anh chị, xem qua cho vui thôi, lạm phát mà. Xe lắp năng lượng, xe lắp năng lượng hồi tốt, hồi tốt. Những con heo này nó hơi bo cung một tí thôi, bỏ anh chị ha. C47, C47 còn gáp ở trước, dẫn quanh đây thì quá ok. Phiên này những phiên như thế này thì không mua được, nhưng mà phiên bắt đáy ngày 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 26 anh chị bắt thì gọi là quá ok luôn, quá hay luôn. Sớm thôi sẽ trở về quanh những vùng 20. BC Hòa Bình có gáp vào đây cũng lắp luôn rồi, nhưng mà hôm nay bị bán hơi nhiều à. Bữa nay có nước ngoài mua không ta? Ui bên đây nước ngoài bán anh chị ạ. À, nước ngoài bán thì họ rất là thông minh anh chị, họ chắc chắn họ sẽ biết được một số tin tức gì đó trước mình rồi họ mới chạy ấy. Mình cũng phải cẩn thận ha, mai nó bung gáp nè thì mai nó sẽ sớm đó, ví dụ mai nó giảm điểm thì chắc chắn nó sẽ lắp được cái gáp này và sau đó nếu nó mạnh thì nó sẽ tăng tiếp đó, thì chúng ta sẽ tranh thủ chết lên chị ha. Ok, video hôm nay sẽ tới đây thôi, hơi trễ rồi. Thì anh chị mình lưu ý cho ngày mai ha, mà cẩn thận giao dịch ha. Những cổ phiếu trung dài hạn thì chúng ta sẽ giữ lại, những cổ phiếu mà chúng ta hơi đầu cơ một xíu chúng ta bắt đáy thì chúng ta sẽ xả ra ngày mai anh chị ha. Đó, những ngày lễ không biết đâu mà lần thì thôi chúng ta sẽ xả ra đi để chắc ha. Đó, thì video của em kết thúc ở đây. Anh chị mà cảm thấy mà video hữu ích trong quá trình đầu tư của chúng ta thì chúng ta có thể để lại một nút like, một nút subscribe hay là một phần comment ở bình luận, đó là những động lực của anh chị giúp em làm những video sau tốt hơn chị ha. Em xin cảm ơn và chúc anh chị một buổi tối vui vẻ.